Đây là Coi68 và bạn đang nghe DeFi Discussion. Rồi. Yeah. Mình thì ngoài cái công việc mà đọc và tìm dự án á, thì mình cũng có một cái cách để anh em có thể kiểm soát được cái việc bồn chồn tay chân, đó là anh em có thể tham gia những cái testnet hoặc là những cái airdrop. Thì những cái testnet này nó tại sao nó lại hot và tại sao nó lại đáng để bạn làm thì nhiều cộng đồng đã share rồi, các cơ hội retro rồi các kiểu, thì đã có những cái use case, những cái case study thành công trong cái việc là làm retro rồi. Cho nên là nếu mà các bạn mà cảm thấy mà ồ, hôm nay tôi muốn gọi là xuống tiền một con, tôi FOMO quá, tôi thấy là bắt đầu là tôi đang rơi vào tình trạng là đọc 10 con rồi muốn xuống tiền hết 9 con chẳng hạn, thì có thể bình tĩnh lại và kiểm soát bản thân mình bằng cái cách là dồn cái năng lượng vào những cái testnet hoặc là những cái airdrop. Bởi vì bản thân những cái airdrop hoặc là những cái testnet này á, nó vẫn sẽ tạo ra tiền cho bạn, nó vẫn sẽ tạo ra cơ hội doanh thu cho bạn. Thì khi mà bạn làm những cái kèo này á, thì bạn vẫn có thể tích lũy được thêm một lượng USD chẳng hạn, rồi bạn chờ cái cơ hội để thực sự ok với những cái dự án mà bạn đang theo dõi, thì bạn có thể chuyển hết cái lượng USD này về cái dự án mà bạn đang tin tưởng. Thì cái đó cũng là một cái cách mà bạn có thể gọi là kiểm soát được cái suy nghĩ là dự án này FOMO quá, dự án kia FOMO quá. Và bản thân mình á, thì mình thì thấy cái dự án nào mà đông người đi hoặc là xếp hàng á, thì mình lại cảm thấy rất là sợ. Thì không biết anh Poseidon thấy thế nào, nhưng mà những cái dự án mà càng đông người mà nhiều cộng đồng khô thì mình càng rất là sợ. Cho nên là mình cố gắng là mình kiểm soát cái cách chơi của mình làm sao để không có bị rơi vào cái tình trạng là bị người ta gọi là điều phối cái cảm xúc của mình. Rồi, ok, đó là những cái khó khăn trong quá trình research. Cái đó là về vấn đề chúng ta kiểm soát cái sự tham lam ha. Còn về cái cách để kiểm soát cái sự sợ hãi, thì không biết anh Poseidon có cái phương thức research nào để chúng ta giữ được cái vị thế của mình, và thậm chí là còn đẩy thêm được vốn vào những cái dự án mà mình đang tin tưởng không ha? Đặc biệt là trong cái bối cảnh là thị trường, ví dụ như nó có một cái đợt giảm cực mạnh, thì làm sao để mình kiểm soát được cái sự sợ hãi bằng cái công cụ là research, thì chắc để anh Poseidon chia sẻ về cái vấn đề này. Ok. Không thì chỉ có cách đó là mình hiểu là mình đang làm gì thôi, và mình hiểu cái dự án của mình thôi, tức là cái chất lượng research của mình nó tốt thôi. Cái này thì người mới có thể là người ta sẽ hơi gặp khó khăn ban đầu, tại vì những cái nhận định của bạn có thể nó, cái xác suất đúng của nó sẽ thấp hơn cái người ta đã từng có kinh nghiệm trong thị trường. Tuy nhiên thì cái này mình có thể cải thiện theo thời gian thôi, và cái này nó không phải là cái chuyện nó quá khó khăn. Bởi vì khi mà bạn hold một dự án nào đó mà từ cái ban đầu cho đến khi nó thành công và ăn những cái kèo nó rất to, ví dụ x10, x20, thậm chí là x100 lần đó, thì chỉ cần một lần như vậy thôi thì bạn sẽ hoàn toàn bạn thay đổi cái góc nhìn của mình về cái đầu tư và cái chơi, và nó sẽ tạo ra cái sự tự tin thôi. Thì cái đó là chúng ta cần cái thời gian trải nghiệm. Còn khi mà một dự án chúng ta hold và nó giảm thì sao, thì lúc đó chúng ta research đúng không? Thì chúng ta đầu tư là bởi vì chúng ta tin vào dự án nó tốt. Thì đối với mình thì nếu mà chúng ta chơi theo kiểu đó thì chúng ta chỉ out ra khỏi dự án khi mà nó không còn tốt nữa thôi. Tức là cái kết chúng ta vào thì nó tự định cái kết mà chúng ta thoát khỏi hoặc là chúng ta chốt lời. Có nghĩa là chúng ta vào vì nó tốt, vì bạn vào vì Near tốt, vì cộng đồng Near rất là FOMO, vì cộng đồng Near rất là trung thành, vân vân.
vì Near là một dự án tiềm năng trong 2-3 năm nữa thì bạn cứ theo dõi. Bây giờ Near chia 2 thì bạn phải nhìn thấy được một cái cơ hội, đó là chúng ta mua Near giá rẻ hơn gấp 2 lần so với những cái người ta mua ở trên. Tức là cái cách mà chúng ta chơi theo kiểu hold và research nó phải như vậy, tức là chúng ta xác định được tiềm năng của Near. Mình giả dụ nha, là 20 đô, chúng ta mua ở 5 đô, khi nó giảm xuống 2 đô chúng ta càng phải vui mừng hơn chứ, tại vì chúng ta có cái biên lợi nhuận nó tốt hơn mà, tức là khi chúng ta mua được 5 đô chúng ta chỉ ít 4 thôi, nhưng mà khi chúng ta mua được 2 đô chúng ta ít 10 lại, và thậm chí giảm 11 đô thì chúng ta càng mừng. Thì cái cách suy nghĩ của chúng ta như vậy, và chúng ta chỉ có thể vui mừng khi giá nó giảm, khi mà chúng ta hiểu và tin tưởng được giá, chúng ta biết được là ở quý 4 nó mới bùng nổ, 2022 nó mới bùng nổ chứ không phải là 2021. Và như mình nói đó, thì chúng ta research xong rồi nhưng mà chúng ta phải cho dự án thời gian, chứ chúng ta không thể nào đòi một cái nền tảng và build một cách cẩn thận, rồi build một cách gọi là có tâm, hay là đối thủ của Ethereum mà người ta có thể làm xong cho bạn trong 1-2 tháng, rồi người ta lau chỉnh, người ta mainnet, người ta làm DApp các thứ hoàn chỉnh, thì cái điều đó là cái điều rất khó. Thì để mà chúng ta không bị sợ hãi khi giá giảm thì chúng ta phải suy nghĩ được cái chuyện đó, tức là Near 20 đô mà bây giờ nó giảm 1 đô thì ta chỉ có mua thêm thôi, bởi vì biên lợi nhuận lúc này của mình là sẽ lớn hơn. Thì chúng ta phải suy nghĩ được chuyện đó, và muốn suy nghĩ được chuyện đó thì chỉ có một cách thôi, là research và tin tưởng vào cái research của mình. Và khi giá giảm thì bạn cũng hãy view lại xem là lý do nó giảm là tại sao, là vì hoàn cảnh chung của thị trường là Bitcoin giảm thì toàn bộ thị trường nó đều như vậy, hay là bởi vì Near dự án bây giờ nó có vấn đề, ví dụ như là mainnet nó thất bại, hay là CEO gì đó người ta rời bỏ khỏi dự án, thì cái đó chúng ta có thể hoàn toàn có thể tự research, thì khi đó chúng ta sẽ có cái đánh giá là cái việc giảm này chỉ là cái biến động ngắn hạn trong 1-2 tháng, hay là nó xác nhận một cái tín hiệu về cái mặt tiêu cực cho dự án, thì cái đó chúng ta cũng có thể tự đánh giá được, và khi đó chúng ta sẽ có cái chiến lược phù hợp và sẽ loại bỏ được cái tâm lý sợ hãi. Ví dụ như mình từng hold vài con mà nó chia 2 rồi nó lại nhân 2 rồi nó lại sideways về anti trong vòng 3-4 tháng, trong khi những cái con khác nó bay phấp phới, thì cái đó là cái chuyện rất là bình thường, bạn phải hiểu như vậy, tại vì mỗi dự án nó sẽ có một cái lộ trình khác nhau như mình nói, và phải để cái điểm bùng nổ thì nó mới grow được. Ví dụ như Solana đúng không, một cái case study rất là điển hình, 1 đô, 5 đô rồi lại 1 đô, nhưng mà cuối cùng bây giờ là 200 đô, thì cái phần thưởng nó đến cho những cái người ta kiên định vào dự án thôi. Mình thấy có một cái ý mà anh Poseidon nói rất là hay, đó là bạn phải hiểu dự án. Đôi khi cái việc mà giá nó giảm á, rất là nhiều người có một cái phản ứng nó rất là nhanh, đó là họ chạy và họ xem chạc và họ sẽ dự đoán là nó sẽ xuống bao nhiêu. Ví dụ như hôm nay giá nó là 5 thì họ sẽ ngồi họ suy đoán là bây giờ nó sẽ xuống 2, xuống 3 gì đó. Thay vì cái phản ứng đó, thì nếu như mà bạn đã tiếp cận với một cách tiếp cận là một người tham gia thị trường dài hạn và research đó, thì bạn sẽ phải đi tìm những cái thông tin giải thích tại sao nó giảm, chứ không phải là bạn đi tìm cái mức giá mà nó có thể giảm về. Thì tại vì cái chạc á, khi mà bạn lên bạn xem á, thì nó không mang lại cho bạn thêm thông tin đâu, trừ khi nào bạn có thể phân tích volume, rồi cái đó là kỹ năng về phân tích kỹ thuật, thì cái đó nó cần bạn phải tham gia những cái khóa nó chuyên sâu và bạn thực sự biết cách sử dụng những cái dữ liệu từ volume này nọ. Còn nếu như mà đã chơi theo kiểu mà phân tích cơ bản, thì cái cách tiếp cận đầu tiên của bạn không phải là vào xem chạc, bởi vì cái nền của bạn đang build là những cái kiến thức liên quan đến quá trình và phát triển sản phẩm của dự án. Thì bạn phải, khi mà giá nó giảm thì bạn phải đi tìm những cái nguồn đó để bạn đọc, chứ không thể nào là vào và coi là giá nó sẽ giảm đến mức nào nữa, đúng không? Rồi thì chắc là mình sẽ chia sẻ thêm một chút về cái nguồn thông tin research chất lượng đi ha. Tại vì mình nghĩ cái này nhiều người mới người ta cần, thì mình sẽ phân loại luôn ha, là có hai loại nguồn thông tin, là cái nguồn free, tức là miễn phí, và cái nguồn có trả phí. Thì free thì các bạn có thể, đầu tiên là dĩ nhiên là Telegram của các cộng đồng
chất lượng. Ví dụ như ở Việt Nam thì có 68, có 98, Kairos Venture và một số cái cộng đồng khác như GFS hay gì đó, thì người ta luôn có những cái thông tin update hàng ngày về thị trường và đôi lúc là có những cái nhận định của bản thân cái team đó nữa, hoặc là những cái thông tin về đánh giá dự án. Thì theo mình đây là một cái nguồn thông tin miễn phí rất là chất lượng mà người mới người ta dễ dàng tiếp cận nhất và dễ dàng sử dụng nhất, bởi vì nó cũng được việt hóa hoàn toàn luôn, tức là nó hoàn toàn khác với cái thời điểm 2017 khi mà mình muốn tìm một cái thông tin về dự án đó, thì nó rất là khó và không biết tìm ở đâu. Mình có thể nói thẳng luôn là không biết tìm ở đâu ngoài việc kết là đi tự tìm đọc thôi. Thì bây giờ bạn có thể thực hiện cái việc này rất là dễ rồi, thì chúng ta cứ đơn giản, chúng ta thay vì chúng ta lướt Facebook, TikTok thì chúng ta có thể giảm cái thời gian giải trí đó xuống bằng cách là chúng ta bỏ ra 30 phút buổi sáng, buổi chiều gì đó, chúng ta lướt những cái Telegram này, chúng ta đọc. Sẽ có rất là nhiều bài viết hay về các cái cơ hội đầu tư, hoặc là những cái dự án mới, hoặc là những cái cơ hội được retroactive. Thì mình nghĩ đây là cái nguồn thông tin mà bạn nên tận dụng nhất. Cái thứ hai là nếu bạn có thêm thời gian thì hãy tham gia Twitter, tại vì Twitter hiện tại là một trong những cái mạng xã hội hỗ trợ tốt nhất cho tìm tự. Và cái cách mà tham gia Twitter thì cũng rất là đơn giản thôi, tương tự như vậy, follow những cái cộng đồng như vậy và những cái KOL khác mà bạn nghĩ là người ta có nhiều cái lời khuyên chất lượng. Ví dụ như là những cái người mà như là Sam của FTX, CZ của Binance, hay là những cái quỹ đầu tư như là Coinbase, Three Arrow, vân vân. Thì cái việc mà như mình nói đó, thị trường nó nhanh lắm, cho nên là chúng ta phải chấp nhận cái việc mà chúng ta phải cập nhật thông tin liên tục như vậy thôi. Thì ngoài ra thì cái nguồn thông tin miễn phí thì còn có thể đến từ các cái cộng đồng, ví dụ như là FOMO Sapien. Ở trên đó mọi người chia sẻ rất là nhiều về các cái IDO, những cái testnet, những cái dự án mới. Rồi trong đó nếu mà bạn chịu khó bạn thảo luận đó, thì sẽ nhìn ra được là có những cái đánh giá nó rất là hay và có những cái góc nhìn nó rất rất chi là giá trị luôn. Tại vì ở trong đó có rất là nhiều người ta có kinh nghiệm tham gia thị trường rất là lâu rồi đó. Thì đó là cái thứ ba ha. Ngoài ra thì chúng ta có thể lên các cái blog của nước ngoài. Đối với các bạn nào có cái khả năng đọc hiểu tiếng Anh tốt thì chúng ta có thể tham gia những cái blog ở nước ngoài. Còn các cái nguồn thông tin trả phí thì ví dụ như là mình thiếu một chút, tức là dĩ nhiên là miễn phí là phải có luôn cả website và Twitter cũng như Telegram của dự án rồi. Và đôi lúc khi bạn research và bạn gặp những cái vấn đề gì bạn không hiểu về cái dự án đó, ví dụ như tại sao tokenomics của mày là như vậy, tại sao token UK của mày là như vậy, thì hãy cứ nốt lại sau đó vào thẳng Telegram và hỏi nó. Thì cái việc mà bạn trao đổi trực tiếp với dự án đó, nó sẽ có nhiều cái lợi, ví dụ như là chúng ta sẽ xem được cái cách người ta giải thích xem nó có phù hợp không, rồi cái cách mà người ta support cho cộng đồng như thế nào. Cái việc mà admin hay là CEO của dự án mà người ta giải thích một cách là hợp lý, hoặc là người ta chấp nhận, người ta tiếp thu những cái ý kiến của cộng đồng đó, thì đó cũng là một cái dấu hiệu tốt để chúng ta nên đầu tư, chứ thay vì một cái cộng đồng dự án mà nó chỉ kiểu bảo thủ hoặc là nó không bao giờ nó chịu nhận tiếp thu hay gì đó. Cái đó là cái thứ tư ha. Còn đối với cái nguồn thông tin trả phí thì có thể có một số cái blog mà người ta sẽ thu tiền để mà trả lại cái cho bạn xem những cái report, ví dụ như Mastery, hoặc là những cái nền tảng mà cung cấp cái dữ liệu on-chain, ví dụ như Sentiment, CryptoCoin. Nói chung là khá là nhiều, bởi vì mình không nhớ hết trong cái cho nên là bạn có thể tự tìm kiếm thêm những cái nguồn này. Thì thông thường cái nguồn này nó sẽ dao động vào cái phí khoảng đâu đó từ 25 cho đến là 100 đô trên một tháng. Thì mình nghĩ cái này nó sẽ phù hợp hơn đối với những cái bạn nào mà có kiến thức nền tảng rồi, bởi vì khi bạn đọc cái report đó hoặc là bạn xem những cái dữ liệu on-chain, ví dụ như BTC vào, BTC ra, rồi cái dữ liệu về dòng tiền này nọ, thì nó cũng phải đòi hỏi một cái lượng kiến thức nhất định để phân tích, chứ không có cái dữ liệu nào mà nó chỉ thẳng cho bạn là bạn nên mua con nào hay là nên hold con nào đâu. Thì chúng ta cũng cần phải có kiến thức. Thì cái đó nếu như chúng ta là người mới ấy, thì chúng ta có thể không cần vội vàng mà chúng ta đăng ký. Thì chúng ta cái đó mình khuyên là chỉ có những cái người mà người ta cảm thấy là cái kiến thức miễn phí ấy, nó không còn đủ nữa, thì khi đó chúng ta mới nên bỏ tiền vào để chúng ta mua những cái đó, chúng ta đọc thêm để hiểu thêm. Còn nếu không thì chúng ta cứ dùng những cái nguồn kiến thức miễn phí, okay, mà chúng ta tự tìm ở trên Google, thì đó là cũng đã quá đủ rồi. Thì đây là cái chia sẻ của mình thì cái cách tiếp cận thông tin của mình hầu hết đó là thông qua Twitter, tại vì
mình có thể dành được nhiều thời gian cho cái mạng xã hội này. Thì nếu như mà anh em nào mà đã xác định là full time crypto rồi đó, thì mình nghĩ là Twitter là một cái công cụ nó hết sức là hữu hiệu. Nó rất là nhanh, bởi vì khi mà dự án họ làm, họ có một thông báo gì đó bất kỳ đi, thì họ đẩy lên Twitter và bạn ngay lập tức, và bạn biết được cái thông tin đó. Thì Twitter là một cái nguồn mà mình rất là ưa thích. Thì chắc là cái cách sử dụng Twitter thì mình sẽ để dành cho một cái tập và podcast sau, nhưng mà mình có thể nói sơ sơ đó là anh em có thể follow, liên tục mở rộng cái mạng lưới follow của mình ra và tập trung follow vào các dự án của các hệ sinh thái nó đang hot. Thì mình follow các cái dự án đó và nó liên tục nó retweet lẫn nhau á, thì anh em có thể follow đó để mở rộng cái hệ sinh mở rộng cái mạng lưới follow của mình ra, để có được cái nguồn thông tin nó vừa bao quát mà nó vừa nhanh nữa. Thì ok, chắc là chúng ta sẽ kết thúc cái tập podcast hôm nay ở đây. Thì rất cảm ơn anh Poseidon đã tham gia vào tập podcast DeFi Discussion hôm nay. Rất là nhiều thông tin hữu ích cho các bạn nghe podcast ha. Thì chắc là anh Poseidon sẽ gửi lời chào đến các bạn nghe. Rồi thì cũng rất vui khi được chia sẻ với mọi người trong podcast hôm nay. Thì hy vọng là những cái kiến thức mà mình hoặc là những cái kinh nghiệm mà mình nói thì sẽ giúp ích cho các bạn phần nào trong cái quá trình mà mình tham gia research. Và mọi người, mình hy vọng là mọi người sẽ luôn có cái niềm tin vào cái công việc của mình, và từ đó gặt hái được nhiều thành công hơn trong thị trường. Rồi okay. Xin chào và hẹn gặp lại. Hãy đón xem phần tiếp theo của DeFi Discussion trên Coin68 nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.